quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quản lý truyền thông của Thu Thủy, hãy trách người trốn tránh trách nhiệm kìa, Kin đến sau nhưng Kin thương bé vô cùng. Quản lý truyền thông của Thu Thủy và cũng là bạn cô suốt 10 năm qua đã chia sẻ về câu chuyện ồn ào mới đây. Thu Thủy đang phải đối mặt với scandal khá nghiêm trọng trong đời khi đoạn clip livestream ghi lại cảnh chồng trẻ của cô có hành động bạo lực với con trai riêng của vợ, được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng trên mạng xã hội. Dù Thu Thủy và chồng đã xin lỗi và giải thích nhưng vẫn không được công chúng chấp nhận cảm thông. Mới đây, quản lý truyền thông của Thu Thủy đã lên tiếng bảo vệ cô giữa búa rìu dư luận. Anh xót xa vì Thu Thủy phải đối mặt với những lời cay nghiệt, trong khi những người đó chưa hề chứng kiến cảnh cô phải bế con lầm lũi đi trong nước mắt. Cảnh cô bồng con thoát khỏi đám cháy và sẵn sàng che chắn cho con. Người này cho rằng nếu Thu Thủy mê trai thì dành 17 năm chỉ để yêu một người làm gì. Anh khuyên mọi người nên trách người cha vô trách nhiệm đã bỏ rơi con hơn là trách Kin Nguyễn. Anh này đến sau và thật tâm thương con riêng của vợ. Quản lý truyền thông của Thu Thủy lên tiếng bên vực nữ ca sĩ. Nguyên văn quản lý truyền thông của Thu Thủy viết: cả một rừng ngoài kia nói chị không thương con, vậy có ai chứng kiến cảnh chị bồng con đi trong đêm, cảnh mẹ con chị lầm lũi trong nước mắt, cảnh chị lội nước bị bõm, đi bộ từ đầu hẻm về ngôi nhà nhỏ thuê tận Thủ Đức. Chị muốn về với con nhanh nhất vì sau mỗi biểu diễn vì xe ráp không muốn chết máy. Cảnh chị bồng con thoát khỏi đám cháy sẵn sàng che chắn cho con, bất chấp tính mạng. Còn nhiều điều mà chị cắn răng trước giờ chịu đựng để nuôi lớn và bảo vệ Henry đến ngày hôm nay. Đừng dạy phụ nữ cách làm mẹ hay bảo vệ con, bởi đấy là phản xạ tất nhiên và luôn có đầy trong tim người mẹ. Họ nói chị mê trai, vậy tại sao chị phải dành 17 năm chỉ để yêu một người? Bạo hành, từ ngữ này quá nặng nề. Một đứa bé có biết diễn tình cảm trước người hay đánh nó không? Con nít nó sống thật lắm. Người đàn ông thực sự yêu bé Henry đã nhận bao nhiêu mũi giáo dư luận chỉ vì hành động chưa đúng của mình, nhưng không vì thế mà gạt bỏ tình cảm mà Kin dành cho bé suốt thời gian qua. Hãy trách người trốn tránh trách nhiệm kìa, Kin đến sau nhưng Kin thương bé vô cùng. Chị và Kin đã xin lỗi và đây là một bài học cho cả hai rồi, đừng ép bức thêm nữa. Anh Thư bên Thu Thủy khẳng định tình cảm Kin Nguyễn dành cho bé Henry là sự thật. Đừng phán xét chửi bới, nghiệp sẽ tụ vành môi đấy. Là một trong những người bạn thân của Thu Thủy, siêu mẫu Anh Thư đã lên tiếng về scandal chồng trẻ của Thu Thủy có hành động bạo lực với bé Henry. Scandal chồng trẻ Thu Thủy bị nghi cấu tay con riêng của vợ đang trở thành chủ đề bàn tán khắp mạng xã hội. Công chúng khá phẫn nộ khi xem đoạn clip này. Dù Thu Thủy và chồng đã xin lỗi và giải thích nhưng mọi thứ dường như vô nghĩa. Là một người bạn trong hội bạn thân của Thu Thủy, từng chứng kiến cách Kin Nguyễn, chồng của Thu Thủy chăm sóc yêu thương con riêng của vợ, anh Thư đã lên tiếng trên trang cá nhân nhằm bênh vực bạn mình. Cụ siêu mẫu cho biết một nửa sự thật thì chưa chắc là sự thật. Cô còn khuyên mọi người nên tin vào Thu Thủy vì cô ấy đã đủ trưởng thành, đủ thông minh và tình mẫu tử thiêng liêng luôn giúp cô ấy tỉnh táo khi chọn người nương tựa, có tấm lòng yêu thương con mình. Anh Thư viết, cư dân mạng thật đáng sợ, súng vào chửi rủa cứ như là tường tận lắm. Có câu nói như thế này, nửa ổ bánh mì nó vẫn là bánh mì, nhưng nửa sự thật thì chưa chắc còn là sự thật. Điều này có nghĩa đánh giá một con người thì đừng trong mặt mà bắt hình dong. Nhìn thấy vậy mà chưa chắc đúng là như vậy. Thu Thủy là mẹ đủ trưởng thành và hiểu biết, đủ thông minh để biết cách nuôi dạy và bảo vệ con của mình. Tình mẫu tử thiêng liêng và nhạy bén lắm, ai làm mẹ rồi thì sẽ hiểu. Mẹ có thể bất chấp tất cả, bất chấp cả tính mạng và hạnh phúc cá nhân chỉ để cho con được an lành. Đừng dạy phụ nữ cách làm mẹ hoặc cách bảo vệ con, bởi đấy là phản xạ rất tự nhiên và luôn có đầy trong tim người mẹ. Thư chơi với Thủy và có thời gian tiếp xúc với cả gia đình nhỏ của Thủy. Thư thực sự cảm động cách Kin yêu thương và nuôi dạy Henry. Kin thực sự trăn trở vì Henry. Nhớ lại hôm ra mắt MV của Thủy, Thư đã khóc vì tình cảm của hai cha con nhà này. Hôm đấy vừa nhìn thấy Kin xuất hiện trên MV, bé Henry đã vui mừng hét lên, ba kìa, ba con kìa, rồi chạy đến ôm chầm lấy Kin hôn lên má. Ba Kin cũng âu yếm bế con vào lòng. Giả làm sao được hả quý vị, con nít ai thương nó thì nó thương lại, con nít không biết diễn như người lớn của chúng ta đâu. Cụ siêu mẫu gửi lời khuyên đến cư dân mạng rằng đừng phán xét, chửi bới, nghiệp sẽ tụ vành môi đấy. Môi thâm đen ráng chịu nha. Đối với mọi vấn đề, muốn đưa ra đánh giá xác thực không gì bằng việc trực tiếp trải nghiệm, cảm quan thôi chưa đủ, mấy chị hiểu không? Hòa Minzy phủ nhận ăn bám cộng đồng mạng, tự tin khoe cá tính đi nào chị gái. Bị cho là ăn bám bạn trai thiếu gia, Hòa Minzy lên tiếng phủ nhận bức xúc dằn mặt anti-fan. Nếu muốn yêu đại gia thì trước khi quen hãy khoe hết những gì đã có. Vài năm trở lại đây, Hòa Minzy gặt hái được nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Độ phủ sóng, tên tuổi khiến cô đắt show và thu nhập cũng tốt hơn. Đặc biệt, kể từ khi yêu chàng thiếu gia giàu có, Hòa Minzy có cú lột xác khá ngoạn mục về mặt ngoại hình. Chính vì thế, tin đồn giọng ca rời bỏ ăn bám bạn trai cũng dần dày đặc lên. Hòa Minzy nghĩ cũng hay thật, cứ yêu người giàu thì mặc định con gái ăn bám. Tin đồn thì đã có từ lâu, nhưng chỉ khi Hòa Minzy bất ngờ khoe và đồng thời thanh lý bộ sưu tập, túi xách hàng hiệu, dư luận mới đồng loạt kêu to, túi đáy thiếu gia tặng đáy, thì cơn sóng cho rằng Hòa Minzy dựa hơi bạn trai mới càng mạnh mẽ. Mới đây, Hòa Minzy bất ngờ cho biết cô cảm thấy hối hận vì đã mua hàng loạt những túi xách đắt tiền và quyết định thanh lý những món đồ này. Tức nước vỡ bờ, mới đây Hòa Minzy đã chia sẻ một dòng trạng thái khá dài trên trang Facebook cá nhân, bày tỏ bức xúc khi nhiều người cho rằng tài sản cô đang có là do bạn trai thiếu gia tặng. Nữ ca sĩ chia sẻ một cách khá bóng gió rằng, nếu bạn muốn yêu một người mà được cô giàu có thì trước khi công khai, hãy nhớ khoe hết số tài sản bạn có. Bạn đã mua được bao nhiêu xe, bao nhiêu nhà phải cho mọi người xung quanh biết hết. Phải để người ta biết bạn khó khăn và cố gắng nhiều như thế nào. Bởi nếu người ta không biết thì tất cả những gì của bạn khi đang yêu một người giàu có đột nhiên trở thành của người yêu cho bạn hết đấy. Bạn sẽ được nghe thường xuyên câu nói, ôi giời, xe này bồ nó mua cho, nhà đấy, túi đấy bồ nó tặng. Bên cạnh đó, theo quan điểm của cô ca sĩ gốc Bắc Ninh, con gái hiện tại có thể kiếm tiền độc lập tài chính, mua được nhà, xe bằng tiền của mình, cô thẳng thắn. Mà nói thật chứ đàn ông mà đã giỏi đã giàu, người ta sẽ yêu và cho cô gái nào đó tiền bạc hay vài ba cái túi hiệu. Nhưng người ta không có chọn lấy một người phụ nữ chỉ thích ăn bám vậy đâu ai ơi. Người ta giàu có chứ người ta đâu có ngu. Thật ra trong thời gian người ta cứ nói mình, thì mình vẫn cứ kiếm tiền và lo lắng cuộc sống thôi. Nhưng tự dưng bao sự cố gắng tiền mồ hôi nước mắt, bị bảo tiền người khác, cũng cay phết không đùa đâu. Hòa Minzy thừa nhận mình dại dột khi không khoe tài sản của mình, khiến nhiều người cho rằng cô bám bạn trai. Hòa Minzy bức xúc, nghĩ cũng hay thật, tại sao người Việt mình vẫn bị trọng nam khinh nữ ghê nhỉ? Cứ yêu người giàu thì mặc định con gái ăn bám. Cứ yêu người giàu là mặc định con đó sung sướng, chẳng cần làm gì cũng hưởng thụ cả đời. Hòa Minzy phủ nhận ăn bám cộng đồng mạng, tự tin khoe cá tính đi nào chị ơi. Ngay khi những dòng trạng thái của Hòa Minzy được chia sẻ rộng rãi, đã nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Hầu hết mọi người đều tỏ ra khá đồng cảm và mong cô gái trẻ không suy nghĩ và sớm trở lại những sản phẩm chất lượng sau khi tuyên bố tạm ngưng con đường ca hát hiện tại sau nhiều tai tiếng vừa qua. Là con gái chỉ cần tự chủ về kinh tế, có thể lo được cho bản thân, cũng như lo được cho bố mẹ, thì chẳng sợ người ta nói này nói nọ khi yêu nữa chị ạ. Những người ăn bám thì dân chơi nhìn phát biết ngay. Người ta thường nói, âm thầm cố gắng và tự bản thân mình nỗ lực, không cần người khác phải nhìn thấy và phải biết. Mặc kệ những người bên ngoài nói gì, vì suy cho dàn mỹ nhân Việt sập sệ sâu xinh, ngoại hình như bà giúp việc, nhưng lại có nét đáng yêu khó tả. Vốn chỉ thấy những hình ảnh xinh đẹp nên khán giả không khỏi giật mình trước khoảnh khắc sập sệ không khác nào bà giúp việc của dàn mỹ nhân showbiz. Cách đây không lâu, Hứa Minh Đạt bất ngờ hé lộ loạt khoảnh khắc ngọt ngào thuở cơ hàng của anh và bà xã Lâm Vỹ Dạ. Nhân kỷ niệm 9 năm bên nhau, nam diễn viên đã gửi lời yêu thương mặn nồng đến bạn đời. Đêm nào anh cũng hứa với lòng ngày mai sẽ đem hạnh phúc về cho hai đứa nhỏ và cho em nữa. Và anh sẽ làm cho hạnh phúc thành một loại virus truyền nhiễm, sẽ lây lan khắp nhà mình, ai nhiễm vào sẽ đều hạnh phúc hết. Và khi đó sẽ có một căn bệnh mới, đó là hạnh phúc, và người lây lan nó chính là anh, Hứa Minh Đạt ngọt ngào nhắn gửi. Ngay khi chia sẻ bài đăng của Hứa Minh Đạt về Lâm Vỹ Dạ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ phía dân mạng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận quan tâm hơn cả lại là ngoại hình của nữ diễn viên thời chưa nổi tiếng. Dù sở hữu nụ cười tươi rói, nhưng Lâm Vỹ Dạ của nhiều năm trước có thân hình mũm mĩm, bắp tay to, vòng eo bánh mì. Trong ảnh, mái tóc của bà mẹ bỉm sữa hài rối tung và ngoại hình không mấy ấn tượng. Diện mạo của vị trưởng phòng ơn giời khiến khán giả sốc toàn tập. Nhiều người hài hước cho rằng nhìn Lâm Vỹ Dạ thời điểm này không khác gì bà giúp việc. Mới nhìn tấm đầu tượng Hứa Minh Đạt, bỏ Lâm Vỹ Dạ lấy người khác, không nhận ra luôn. Tượng Hứa Minh Đạt ngoại tình, hình như lúc này chị Dạ mới sinh em bé được vài tháng. Chị Dạ mới sinh chăm con nên mập đây mà. Công nhận phụ nữ đẻ xong tàn tạ thật, nhưng bây giờ chị Dạ đẹp quá rồi. Mới lướt qua tưởng bà giúp việc nào chứ, là những bình luận từ cư dân mạng. Không riêng gì Lâm Vỹ Dạ. Khánh Thi cũng từng bị ông xã làm lộ cả rỗ mỡ bụng, cụ thể trong suốt thời gian kiện tướng Despot ở cử, Phan Hiển luôn túc trực bên cạnh để giúp đỡ bà xã. Ông bố trẻ cũng không quên ghi lại khoảnh khắc đáng yêu khi vợ cùng con gái Anna đang say giấc. Không nuột nà như nhiều mỹ nhân khác, Khánh Thi khiến dân tình chú ý khi lộ vòng hai khá lớn. Nhiều người còn cho rằng bà mẹ hai con đang mang thai nhóc tỳ thứ ba. Tuy nhiên vì mới sinh con được một thời gian nên Khánh Thi vẫn chưa lấy lại vóc dáng thon gọn như hồi son rỗi. Điều này cũng dễ hiểu bởi không phải mỹ nhân Việt nào cũng có thể lấy lại thân hình mình hạt xương mai thần tốc. Dẫu vậy khi nhìn vào tấm ảnh của Khánh Thi, nhiều bà mẹ bỉm sữa vẫn dành lời khen và động viên nữ kiện tướng Despot. Hay như Phan Như Thảo cũng là một ví dụ điển hình cho việc sập xệ nhan sắc sau sinh. Từng được mệnh danh là người đẹp khiến Ngọc Trinh cũng phải dè chừng, nhưng suốt khoảng thời gian mang thai và hạ sinh bé bồ câu, cô phải đối mặt với lời chê bai nhan sắc và thân hình tăng cân mất kiểm soát. Phan Như Thảo tăng cân mất kiểm soát trong thời gian mang thai và sau sinh, ngoại hình khó tin của chân dài trước và sau khi lấy chồng. Được biết Phan Như Thảo tăng hơn 20 kg trong thời gian bầu bì. Khi chuẩn bị lâm bồn, cơ thể cô chạm ngưỡng 80 kg. Điều này khiến chân dài gặp không ít khó khăn trong việc lấy lại vóc dáng. Không ít lần bà mẹ một con than phiền buồn tuổi vì mọi người chê bai diện mạo sập xệ kém sắc. Tuy nhiên không lâu sau đó, bà mẹ trẻ bất ngờ xuất hiện với vóc dáng thon gọn nuột nà trong bộ ảnh bên chồng con nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Lúc này khán giả mới thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cô cũng lột xác.